Hôm nay chúng ta học tiếp bài đọc thêm của bài số 19 ha, là Ai Po Sư Thản. Bây giờ chúng ta sẽ đọc phần từ mới trước. Mời các em xem phần từ mới nha. Bây giờ chúng ta đọc từ mới nha. Từ số 1, Tu Quo Dẫu Thai Rẫn Mày Tớ Sân phân Mão Trở Tông Chu Tớ Châu Ân Lại Phi Chuẩn Cha Ru. Tu Quo là trải qua những tháng ngày, trải qua thời gian. Dẫu Thai Rẫn là người Do Thái ha. Mày Tớ Mỹ Đức. Mỹ đức ở đây có nghĩa là cái phẩm chất tốt đẹp của con người. Đức ở đây tức là đạo đức á, đức hạnh á. Sân phân là tư cách. Trong bài thì nghĩa của nó là dịch là tư cách, nhưng mà một nghĩa khác thì sân phân này là thân phận ha. Thân phận, có thể dịch là thân phận cũng được. Mao Trở Tông là Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời chiến tranh, trước khi giành được độc lập ha. Chu Tớ, tên người. Chu Đức. Châu Ân Lại, Chu Ân Lai cũng là tên người luôn. Cái từ Chu và Châu này đều dịch là Chu được. Phi Chuẩn là phê chuẩn. Cha Ru, gia nhập là Cha Ru, tham gia đó, gia nhập. Rồi bây giờ chúng ta đọc phần bài đọc thêm nha. Rồi mời mọi người đọc theo nè. Ai Po Sư Thản 1985年4月20日 Ai Po Sư Thản 整整17岁了 Ai Po Sư Thản 整整70岁了。他在中国已经工作了半个世纪。爱泼斯坦生于波兰。 他两岁时随父亲到日本，再到中国，定居天津。在天津，他度过了童年时代和学生时代。 他永远忘不了父亲的话。我们是犹太人，是被人看不起的。我们不能再看不起别人。 从此，他养成了平易近人的美德。1937年夏天，中国开始了全民族的抗日战争。 20岁的爱泼斯坦以外国记者的身份参加了中国人民的抗战。
Câu này dài quá, chúng ta đọc lại. Đọc lại, chia thành hai lần đọc nha. Y ngoại quốc ký giả 的身份参加了中国人民的抗战。Đọc lại một lần hết câu nha. 22岁的爱泼斯坦 以外国记者的身份参加了中国人民的抗战。Câu này nó dài và nó dễ nhầm lẫn tí xíu. Ta đọc tiếp ha. Tha bảo hu Trung Quốc cửa minh chợ. Sân ru cân truy đi trái phẳng. Quay Trung Quốc kháng chiến tờ sinh lý. Cho chu lờ tự chỉ tờ công xen. Trái ban cơ sư chi lý. Tha truy nán vang tờ sư 1944年夏天，在延安见到了中国革命的领导人毛泽东。朱德、周恩来。Đọc hết cả câu nha. 1944年 夏天在延安见到了中国革命的领导人毛泽东、朱德、周恩来。经过在延安和解放区4个月的访问，他看到了中国的希望。新中国成立后。他一直主编《中国建设》杂志，并写了许多文章。向外国。报道中国的建设成就，大家来看一下。向外国报道中国的建设成就，1957年。
Châu Ân lại chinh dự phi chuẩn tha gia ru Trung Quốc chí. Tha phê chẳng cao xinh tờ xô. Chống chữ vò chẳng lờ chân chân tờ Trung Quốc rỡn. Sư sử y nền chén, thống tha chế huân tờ Yên Quốc chi tử Chiu Mô Lị. Hâu lại, dễ chan chà lờ Trung Quốc chí. Chà, xin lỗi. Hâu lại, dễ chà rù lờ Trung Quốc chí. Phu chi lẻ rơ chính tờ Chinh xính tuy vai xuyên chuẩn công dụ. Phu chi lẻ rơ chính tờ Chinh xính tuy vai xuyên chuẩn công dụ. Y chiều ba sư nền chiều yue. Chiu Mô Lị bú sinh truy sư. Ai Pô Sư Thản Phây Chẳng Bây Thông. Tan Tha Khai Hoàn Chi Tử Chuy Tao Huy Tờ Tì Ơ Thèn. Chiu chẳng chơ chùy ủ chàng chan gia quan yu mây quốc chua gia. Sử mô thơ lái tờ xuế su thảo luân huy chùy lợ. Ta đọc lại. Chiu chẳng chơ chùy ủ chàng chan gia quan yu mây quốc chua gia. Sử mô thơ lái tờ xuế su thảo luân huy chùy lợ. Bài đọc thêm này thì tương đối ngắn một xíu ha. Ai Pô Sư Thản. Câu đầu tiên mình dịch ngược lại, thời gian mình dịch ngược lại nha. Là ngày 20 tháng 4 năm 1985, Ai Pô Sư Thản vừa tròn 70 tuổi. Nãy giờ đọc nhanh quá là đọc thành là 17 tuổi. Mắt cũng kém nữa. Vừa tròn 70 tuổi. Chứng chừng này mình dịch là trọn vẹn vừa tròn 70 tuổi ha. Tha trai Trung Quốc ỷ chinh công chua lợ. Ông ta ở Trung Quốc đã làm việc hết nửa thế kỷ. Ban cơ sư chi nửa thế kỷ tức là làm việc hết 50 năm ha. Tức là gần một đời người rồi, cả một đời người rồi. Ai Pô Sư Thản sinh ở Bô Lán. Ai Pô Sư Thản, cái từ sinh là sinh ra. Cái từ dĩ là chữ trai. Sinh ở Bô Lán tức là sinh trai Bô Lán. Văn viết người ta dùng chữ dĩ ha. Sinh ở Bô Lán tức là sinh ở Ba Lan. Nhớ nha, cái từ dĩ này là chữ trai nha. Trai nã lì là trai á, là giới từ ở đó ha. Sinh ở Bô Lán, sinh ra ở Ba Lan. Tha liang xuê sử, sinh ra để sinh ở Ba Lan. Nhưng mà năm ông ta 2 tuổi. Xuấy phu mù, lưu ý chữ xuấy này là theo. Cái từ xuấy này là, nếu mà đầy đủ chữ thì nó là cân xuấy, từ cân là theo á. Cân cân, cân xuấy, các em có thể đánh liền hai từ phiên âm này nó ra. Cân xuấy tức là theo chân, theo. Xuấy phu mù là theo cha mẹ đến Nhật Bản, tao rư bẩn. Rồi mới trai tao Trung Quốc. Như vậy là hai sinh ra thì ở Ba Lan, năm 2 tuổi thì theo chân, theo cha mẹ đến Nhật Bản. Rồi tiếp theo đó mới đến Trung Quốc,
À, cũng không nói rõ là sống ở Nhật Bản bao nhiêu năm, phải không? Rồi sau đó mới định cư ở Thiên Tân. Tinh truy là định cư ha. Tinh truy Thiên Trinh, định cư ở Thiên Tân. Chai Thiên Trinh, à, ta lưu ý cái cụm từ Chai Thiên Trinh, đó là chẳng ngữ chỉ nơi chốn đứng trước này. Chai Thiên Trinh tha tu cua lợ, à, tức là ở Thiên Tân, ông ta đã trải qua. À, tu cua là trải qua cái gì? Ta có hai tân ngữ là thống nén sử tai và xuế sân sử tai. Thống nén là thiếu nhi đây đó là thiếu nhi đồng đó ha, gọi là thống nén. Thống là chữ ở thống là nhi đồng đó. Thống nén tức là thiếu nhi. Thống nén sử tai thì mình gọi là thời thơ ấu, tức là thời thơ ấu tức là nói về thời của thiếu nhi đó. Và thời của gì học sinh thời thơ ấu đây chắc là ta hình dung là nó từ cái lứa tuổi mà sắp là trước khi đi học, à, tức là tầm khoảng chừng là 6 tuổi trở lại, 6 7 tuổi trở về đó. Còn là 6 tuổi trở đi thì bắt đầu là tiểu học rồi. Ông ta ở Thiên Tân, à, trải qua thời thơ ấu và thời học sinh. Mình có thể dịch cho đúng hơn, mình dịch là gì? Ông ta trải qua thời thơ ấu và thời học sinh ở Thiên Tân, dịch vậy thì nó đúng theo tiếng Việt hơn ha. Tha dũng duyền quang phu lèo phu chinh tòa hoa, ông ta mãi mãi không bao giờ quên lời của cha, lời của người cha. Phu chinh tòa hoa, quang phu lèo là không thể quên, mãi mãi không thể quên lời của cha dạy. Wo men shi you tai ren, chúng ta là người Do Thái. Shi bei ren kan bu qi de, là bị người ta khinh thường. Kan bu qi là bị xem thường, bị khinh thường. Coi vậy chứ là người Do Thái là người được xem, được coi là người thông minh nhất thế giới nha, người Do Thái đó. Là cái dân tộc là có cái chỉ số thông minh là thông minh nhất thế giới. Wo men bu neng zai kan bu qi bie ren, chúng ta không thể lại tiếp tục xem thường người khác. Cái từ zai này mình hiểu nó là tiếp tục ha, tức là nó là tiếp tục là xem thường người khác. Chống từ tha dạng chẩn lợ, tức là từ đó là từ cái lúc mà người cha dạy bảo đó, là từ đó ông ta đã nuôi dưỡng dạng chẩn. À, cái từ dạng chẩn này là một động từ ly hợp, nuôi cái gì đó thành thành cái gì đó. À, ông ta nuôi dưỡng cái gì, nuôi dưỡng thành cái phẩm chất tốt đẹp, à, bình dị thân thiện. Cái từ thiện y chính rảnh là bình dị và gần dễ gần gũi ha. Từ đó ông ta đã nuôi dưỡng thành cái phẩm chất tốt đẹp, à, bình dị dễ bình bình dị thân thiện với con với mọi người. Xuống dòng, à, dịch tiếp là mùa hè năm 1937, Trung Quốc bắt đầu, ta có động từ khai sử là động từ bắt đầu cái gì? Phía sau chữ tơ ta có chữ khang rư chan chân là chiến tranh, kháng chiến chống Nhật, mình dịch là kháng chiến chống Nhật cũng được ha. Kháng chiến nhưng mà của cái gì? Của toàn dân tộc,民主, chuyển民主. Trung Quốc bắt đầu cuộc kháng chiến chống Nhật của toàn dân tộc. 22岁 的爱泼斯坦，当爱泼斯坦还没还对，以中国记者的身份，cái từ y này ta dịch là lấy hay là dựa vào hay là lấy, à, nhớ nha, chữ y này là sau này các em thấy là cái chữ y chấm 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 là nó là cái từ này ta dịch là lấy đó, dựa vào hoặc là lấy thân phận của một ký giả nước ngoài, à, mình dịch là lấy thân phận của một ký giả nước ngoài hay là
từ mới thì người ta còn dùng tư cách ha. Lấy tư cách của ký giả nước ngoài đã tham gia cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc. Tha bảo khu chung của cửa Minh Trợ, ông ta bảo vệ cho nhà cách mạng Trung Quốc. À, chung của cửa Minh Trợ, từ chờ này là người ha, chữ chờ này là chữ rỉnh á, văn viết người ta dùng chữ chờ, chờ là giả, là tác giả, giả là người. Ông ta bảo vệ cho nhà cách mạng Trung Quốc. Sân ru cân truy ti trái phẳng. Sân ru là đi sâu vào căn cứ địa để lấy tin, tức là đi sâu vào những cái vùng mà có chiến tranh, có bom đạn, có súng bắn ầm 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 là chết chóc, đạn bay vèo vèo sượt qua lỗ tai, băng bay ngang qua mái tóc, nó rất là kinh khủng ha, thực sự luôn á, rất là nhiều người á, là phóng viên cũng đã chết trong chiến tranh để mà lấy tin được, rất là kinh khủng. Nhưng mà hay một cái là cái người đã không chết thì kiểu gì cũng không chết. Còn cái người mà có số chết rồi á là tránh kiểu gì cũng bị bom mình không bắn trúng cái rồi á là lạc đạn là cũng chung cũng chết. Quay chung của Khang Chan tờ sân lị chua chua là tự chỉ tờ công xẻn. Quay chung của Khang Chan tờ sân lị chung của Khang Chan dịch là gì? Kháng chiến của Trung Quốc. Tờ sân lị là thắng lợi. À, thắng lợi của cuộc kháng chiến Trung Quốc. Của Trung Quốc. Chua chu là tự chỉ tờ công xen. Đã cống hiến hết tất cả những gì của mình cho cái thắng lợi, cho cuộc thắng lợi của cuộc kháng chiến của Trung Quốc. Dịch ngược lại, cái từ quay này ta dịch là cho, giới nó là giới từ tiếng Anh, tiếng Hoa thì là chữ quay này đứng trước, động từ là chua chu là đứng đằng sau, nhưng khi dịch sang tiếng Việt thì ta lại phải dịch là chua chu trước, tức là cống hiến tất cả những gì của mình cho sự thắng lợi của cái cuộc kháng chiến của Trung Quốc. Trai ban cơ sư chỉ lì trong nửa thế kỷ này. Tha truy nản hoàng tờ sư, điều mà ông ta khó quên nhất. Truy nản hoàng là khó quên nhất. Tờ như là điều. Điều mà ông ta khó quên nhất là cái gì? Tức là trong nửa thế kỷ tham gia trong cuộc chiến tranh là lấy tin ha, đăng tin á, thì trong 50 năm đó thì có một điều ông ta khó quên nhất, đó chính là vào mùa hè, xa theo là mùa hè năm 1944, cái từ trai diễn an là ở Diên An, là giới là trạng ngữ trước ở Diên An, sau đó đến động từ là gì? Chen tao, gặp chen tao là gì? Gặp được ai nè? Chung của cửa Minh tờ lĩnh tào rẫn là nhà lãnh đạo của cách mạng Trung Quốc, mà phía đằng sau mới là những một loạt những tên ngữ chính, đó là Mao Trạch Đông, Mao Trở Tung, rồi Chu Tở, Chu Đức, rồi Chu Ân Lai. Vậy mình dịch là gì? Vào mùa hè năm 1944, ông ta đã gặp được nhà lãnh đạo, ông ta đã gặp được Mao Trạch Đông, Chu Đức, Châu Ân Lai, rồi mới dịch ngược lại là nhà lãnh đạo của cách mạng Trung Quốc tại Diên An. Vậy cái tại Diên An dịch trước, dịch sau cũng được nha. Tiếng Việt mình nó hay không phải vậy đó. Trinh qua trai diễn an hở chỉ phang truy tờ sư cơ duyên. Sư cơ duyê tờ phỏng vấn, trải qua sự phỏng vấn 4 tháng trong ở Diên An và trong khu giải phóng. Tức là ông ta là sống 4 tháng trời để mà lấy tin. Cái từ phỏng vấn tức là lấy tin, phỏng vấn lấy tin ha.
trong 4 tháng trời đó là ở cái khu giải phóng và cái khu Jinan đó. Tha khan tao là chung của tờ Si Wang. Ông ta nhìn thấy được cái hy vọng của Trung Quốc. Xin chung của Trần Ly Hậu. Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, Trung Quốc mới được thành lập tức là một cái nền chính trị mới của Trung Quốc được thành lập đó, gọi là Trung Quốc mới được thành lập. Tha y chữ chủ biên. Ông ta suốt thời gian đó ông ta chủ biên cho cái tạp chí là Kiến Thiết Trung Quốc. À, Trung của Chen Sơ thì là Kiến Thiết Trung Quốc, là xây dựng Trung Quốc đó. Tức cái tên của cái tạp chí đó tên là Kiến Thiết Trung Quốc. Bing xie le xu tuo wen zhang. Và đồng thời, cái từ bing này là đồng thời hoặc là hơn nữa. Viết, đã viết, xie le là đã viết rất nhiều bài văn. Wen zhang là bài văn. Xiang của vai bao tạo. Xiang của vai bao tạo là báo cáo cho nước ngoài á, báo cáo cho nước ngoài. Báo cáo cho nước ngoài về cái gì này? Bao tạo. Trung Quốc là chen sơ chứng chịu. Vậy là mình dịch là gì? Báo cáo thành tựu xây dựng của Trung Quốc cho nước ngoài biết. Năm 1957, Chu Ân Lai đích thân phê duyệt cho ông ta nhập quốc tịch Trung Quốc. Phi chuẩn tha gia ru Trung Quốc chỉ. Phi chuẩn tha là phê duyệt cho ông ta. Gia ru là được gia nhập vào. Trung của chỉ là quốc tịch Trung Quốc. Trung của là Trung Quốc. Chỉ là chữ quốc tịch. Tha phê chẳng cao xin tờ xua. Ông ta nói một cách vui mừng. Từ đây tôi đã trở thành người Trung Quốc thực sự rồi. Chẳng là chân chân là Trung Quốc rỉnh, là người chân, người Trung Quốc chân chính, tức là người người Trung Quốc đích thực rồi ha. Sư sử y nén chén, 41 năm về trước, thủng tha chỉ huân tờ yên của chi tử Chiêu Mô Ly, dịch ngược lại là Chiêu Mô Ly, người vợ, yên của là gì? Nước Anh, người vợ nước Anh đã kết hôn cùng với ông ta. Hậu lại về cha ru lợ, về sau cũng được gia nhập vào quốc tịch Trung Quốc. Phu chi lẻ, đọc là lẻ, phu chi lẻ, lời a lẻ, lẻ lẻ lẻ. Hai vợ chồng nhiệt tình, chinh xính, tuy vai xuyên chuẩn công trộ. Hai vợ chồng đã tham gia vào công tác tuyên truyền đối ngoại một cách rất nhiệt tình. Tháng 9 năm 1984, Chiêu Mô Ly Bú Sinh Truy Sư. Chiêu Mô Ly bất hạnh đã qua đời. Ai Pô Sư Thàn Phây Chẳng Thông Phây Thông. Ai Pô Sư Thàn rất đau lòng. Tha tan tha khai hoán chi tử truy tao huệ tờ tia thiên. Nhưng khi ông ta tham dự hết là ngày thứ hai của cái buổi lễ truy điệu của người vợ, liền đón xe đến Vũ Xương tham gia cái gì vậy? Tham gia vào cái mà xuế huy, xuế su thảo luân huy, là buổi lễ, buổi hội nghị hay là họp, hay là buổi hội nghị thảo luận về học thuật của hai, của nhà văn Sử Mô Sư. Sử Mô Thơ Lại của nhà văn Sử Mô Thơ Lại nước Mỹ. Vậy là mình dịch là gì? Ông ta đã đón xe đến Vũ Xương tham gia vào hội nghị thảo luận học thuật của nhà văn nước Mỹ Sử Mô Thơ Lại, dịch này ha. Rồi bài học chúng ta đã dịch xong, học xong.
Các em hãy đọc lưu loát nhiều lần, sau đó ghi hình bài giảng này, ghi hình cái video đọc lưu loát này rồi gửi cho thầy kiểm tra đọc nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học sang phần giải thích từ mới, giải thích từ ha, từ ngữ ạ. Và chúng ta học phần giải thích từ ngữ này, sử dụng ly chìa. Chữ chen chỉ thấy. Chữ chen thường dùng trước phân câu thứ hai, thường chỉ người nói bị thu hút trước sự xuất hiện của một tình cảnh nào đó. Do đó, tân ngữ của nó không thể là một động từ đơn âm tiết mà là một hình thức câu tương đối phức tạp. Ví dụ, 我正要下楼, 只见一个人, 急急忙忙地跑上楼来. 正要下楼 tức là đang đúng lúc là muốn đi xuống lầu. Tôi đang đúng lúc đi xuống lầu, đang đúng lúc muốn đi xuống dưới lầu, chỉ nhìn thấy có một người vội vàng chạy ngược lên trên lầu. Câu 2. Ye li, wo zhan zai chuan shang, zhi jian yuan chu yi pian, teng guang hui, teng huo hui huang, xiang yao kuai dao an le, xiang shi kuai dao an le. Trong đêm, tôi đứng ở trên thuyền, chỉ nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng ở nơi xa xa, liền nghĩ đến sắp đến bờ rồi. Câu 3. 我来到操场一看，只见打球的打球，跑步的跑步，热闹极了. Tôi đến sân vận động vừa nhìn thì thấy những người chơi bóng, những người đá banh thì đang đá banh, còn những người chạy bộ thì đang chạy bộ, cực kỳ là náo nhiệt. Cái chữ tơ tức là tơ rỉnh á, mình hiểu là gì? Tà chiếu tơ rỉnh, chân trai tà chiếu, bảo bu tơ rỉnh, trai bảo bu, mình hiểu cái câu đầy đủ của nó là như vậy đó. Nhưng mà người ta viết tắt là gì? Tà chiếu, bảo bu tơ, bảo bu. Phản qua lại là ngược lại, nó có một cái tình huống là trở ngược lại vậy đó. Ta xem ví dụ một. 我问了他一个问题，他反过来又问了我一个问题. Tôi hỏi anh ta một vấn đề, anh ta ngược lại cũng hỏi lại tôi một vấn đề. Cái từ phản qua lại tức là anh ta ngược lại cũng hỏi lại mình một vấn đề. Là phản qua lại. Câu 2. 那个人 chống của men chén chỗ cô truy ý hậu. Sau khi cái người này đi ngang qua phía trước mặt tôi, tức là đi ngang qua mặt mình rồi đó, dâu phản qua lại hủy thấu khan là của y dẹn, tức là đi ngang qua trước mặt mình rồi còn quay đầu. Phản qua lại hủy thấu tức là quay đầu lại, quay người lại, quay đầu lại làm sao? Khan là của y dẹn, nhìn tôi một cái. Đi ngang qua rồi thấy tôi đẹp quá, cái quay đầu lại nhìn tôi một cái. Câu 3. 我不但不检查自己的错误, 反过来把我批评了一顿. 他不但不检查自己的错误, anh ta chẳng những không có kiểm tra cái lỗi của chính bản thân mình. Phản qua lại tức là ngược lại, ngược lại đã phê bình tôi một trận. Kỳ lạ vậy đó ha, những người đó người ta không biết lỗi mình cái là còn đi đi phê phán người ta nhiều lắm luôn. Tại vì ai cũng có cái chấp ý mình là đúng, nó hay vậy đó. Cái con người nó có một cái bản cái một cái suy lối suy nghĩ là theo theo cái bản ngã đó là chấp ý mình, tức là lúc nào cũng thấy mình đúng, thường là như vậy, nên là cái gì mình cũng đúng mà người ta sai, nên là thường hay là phê bình người ta.
tà leng. Cái từ tà leng này là nhìn thăm dò, ngắm nghía, quan sát. Ý nghĩa của chữ tà leng là nhìn kỹ một người nào đó, nhìn kỹ một người nào đó. Ví dụ, một, tha chúng sang tao xa tơ tà leng là quẩy bèn. Ông ta ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới. Rồi tà leng là quả ý ý tà leng là quả ý bèn, ông ta là quan sát tôi, một quan sát tôi từ trên, quan sát tôi một phen hay là quan sát tôi một một lượt từ trên xuống đến dưới, tức là từ mái tóc đến gót chân luôn, đến bàn chân ha. Câu 2 là tha tà leng chơ chơ vây mô sưng tờ khơ rấn bu chư tha sư chống nả lái tờ. Ông ta dò xét cái người lạ mặt này, không biết là anh ta từ đâu tới. Câu 3 tha xen tà leng lờ của ý xa trái răng của chinh trị. Ông ta quan sát tôi một hồi rồi mới để cho tôi đi vào. Thường là bảo vệ hay là gì đó, nó quan sát mình rất là kỹ lưỡng rồi sau đó mới cho mình vô. Khở bú sư hay là khở bú sư ma, không phải vậy sao, không phải vậy hay sao, hoặc là đúng thế, đúng là như vậy, đúng thế đấy. Mọi người hết sức cẩn thận cái từ khở bú sư ma. Khi mà người A nói một cái gì đó, một cái đề tài gì đó, là người B mà nó trả lời cái câu là khở bú sư ma, là nghĩa của nó là đồng ý với cái nhận định, cái suy nghĩ của cái người A. Nó là vậy đó. Cho nên là mọi người đừng có dịch là khở bú sư là không phải, là sai nha. Cái từ này rất là ngộ vậy đó. Khở bú sư ma là biểu thị sự đồng ý đó. Ta xem này. Khở bú sư ma dùng trong khẩu ngữ lý biểu sư thống ý đối phương的说法. Từ khở bú sư này là được dùng nhiều trong khẩu ngữ biểu thị là sự đồng ý với đối phương. Câu 1 là 1A, người A nói: Châu Ý tờ trái can bu rú chu cửa lẹng. Tài năng của Chu Du không bằng, bu rú là không bằng, không bằng Gia Cát Lượng. Người B nói: Khở bú sư mà. Yin wei zhe ge ta hen ji du Chu Cửa Lẹng. Đúng thế, khở bú sư ma gì là đúng thế, đúng vậy ha. Vì cái điều này mà ông ta đã đố kỵ với Gia Cát Lượng. Yin wei zhe ge là vì cái này, vì cái điều này. Vì cái điều này là vì cái tài năng đó, tài năng này đó. Câu 2. Yi jing san yue le. Hãy chơ mờ lợn, đã vào tháng 3 rồi còn lạnh như thế. Tháng 3 là mùa xuân đúng không? Còn lạnh như thế. Tháng 3 tức là cuối mùa xuân rồi đó, là tháng 4 là bắt đầu mùa hè rồi. Tháng 3 là cuối mùa xuân rồi đó. B trả lời là gì? Khở bú sư mà. Chào chơ chào tao xuân hàn. Đúng thế, đúng thế. Đây gọi là gì? Đáo xuân hàn. Đáo xuân hàn tức là gì? Là chở gió. Chở gió tức là chở gió xuân. Cái từ tao xuân tức là hồi xuân á, tức là quay lại mùa xuân nhưng mà lại mang theo cái gì, là cái lạnh của mùa, mang lại cái lạnh. Ý mùa xuân thì nó cũng đã là có ấm ấm rồi, nhưng mà nó lại là lại còn mang theo một cái lạnh của cái mùa mùa gì, mùa đông. Mùa đông ha, lạnh thì là của mùa đông, mùa đông nó kéo sang đến mùa xuân. Mà bên Trung Quốc thì vào nhiều nước khác á, là mùa mùa xuân bắt đầu có tuyết tan thì bắt đầu nó ấm 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 dần lên. Tuy nhiên tháng 3 thì vẫn còn có tuyết, tháng 3 tháng 4 vẫn còn có tuyết đang chảy, đang tan, và thời điểm đó cũng lạnh lắm á. Bú sinh, cái từ bú sinh là bất hạnh. Cái từ hạnh đây là sinh, là sinh duyên,
Xin duyên là may mắn. Bú xin là không may. Không may tức là không may mắn, là mình gọi là bất hạnh, rủi ro. Câu 1. Na wei su xue jia bú xin chuy sư lợ. Nhà toán học đó chẳng may, không may đã qua đời rồi. Câu 2. Trai công trưởng chen sơ trùng, rú của vợ mến bu chú ý an chuyển trong quá trình xây dựng công trình. Nếu như chúng ta không chú ý đến an toàn, chiêu huê khở nẫn pha sân bú xin, thì có thể xảy ra những điều rủi ro, xảy ra những điều bất hạnh. Ví dụ 3 là 不幸的事情一个接一个发生. Cái cụm từ ý cơ chia ý cơ là nối tiếp nhau từng cái một, nối tiếp nhau từng điều một, hay là lần lượt nối tiếp nhau, lần lượt mình có thể dịch vậy. Ý cơ chia ý cơ là từng một cái nối một cái, nhưng mà mình dịch là gì? Nối tiếp nhau ha. 不幸的事情, những sự việc bất hạnh nối tiếp nhau xảy ra, nối tiếp nhau xảy ra, ý cơ chia ý cơ pha sân. Biểu sư bày tỏ biểu thị. Câu 1. Tuy ý tha tờ sư dê sang trùy tớ tờ chẳng công, ta gia biểu sư chú hợ. Tuy tha tờ sư dê sang là trong cái sự nghiệp của ông ta, đối với sự nghiệp của ông ta, trùy tớ tờ chẳng công, giành được thành công. Vậy dịch ngược lại là gì? Có được cái sự thành công về mặt sự nghiệp, đối với sự nghiệp của ông ta, về mặt sự nghiệp của ông ta, mọi người đã bày tỏ chúc mừng. Câu 2. Tha biểu sư ý tinh giao xuế hào trung vấn trái huế của. Ông ta bày tỏ rằng nhất định phải học tốt Trung văn thì mới về nước. Câu 3. Sử tư lưu khẩu tờ hồng ly tân biểu sư bu nâng thông qua. Cái đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư biểu thị rằng không thể băng qua đường. Bu nâng thông qua tức là không được băng qua. Không được băng qua, không được đi qua ha. Câu 4 là 明天是小李的生日. Ngày mai là sinh nhật của Tiểu Lý. 我们应该有一点表示. Chúng ta nên có một sự bày tỏ. Sự bày tỏ. Rồi tiếp theo là chia chợ. Chia chợ là tiếp theo, nối tiếp. Chia chợ này là bày tỏ, bày biểu thị động tác phát sinh liên tục không ngừng. Ví dụ 1. Khơ rẩn ý cơ chê ý cơ tơ lại lợ. Người khách lần lượt nối đuôi nhau đến. Tức là lần lượt từng người một đến từng... Người ta bảo là gì? Biểu thị sự phát sinh liên tục mà. Mọi người dịch sao cho nó hay. Khách lần lượt kéo đến. Tha xô bán lờ nì. Chia cho xua, ông ta nói xong thì bạn nói tiếp. Nì chia cho xua, ông ta nói xong thì bạn nói tiếp. Câu 3 là ủ phan hâu huy y chia cho chinh xính. Sau cơm trưa, cuộc họp tiếp tục được tiến hành. Hội nghị tiếp tục được tiến hành. Lúc đó là cái từ chia cho này, trong câu này ta hiểu nó là gì? Tiếp tục. Câu số 4. Tha giảng hoàn lờ hoa, chia chợ, ta cha khai sử pha diễn. Sau khi ông ta nói xong, ông ta giảng xong, tiếp theo đó, vậy là gì là chia chợ, tiếp theo đó mọi người bắt đầu phát biểu. Pha diễn tức là phát biểu. Linh rẫn, khiến cho người ta. Chữ linh này dịch là khiến cho nha, khiến cho. Chữ linh. Dầu, sử, rang, tờ y sự. Chữ linh này có ý nghĩa như là chữ sử hoặc là chữ rang. Khiến, bảo, làm cho. Ví dụ 1.
看到农村发生了很大变化，真令人高兴。Thấy nông thôn phát sinh nhiều thay đổi, thật là khiến cho người ta thấy vui. Câu 2. Linh đến chỉ quay tờ sư, tha chúa thiên, mấy dầu lại chan cha, trao tai huệ. Cái điều mà khiến cho người ta kỳ lạ, lấy làm lạ, chỉ quay là lấy làm lạ. Cái điều mà khiến cho người ta lấy làm lạ là hôm qua ông ta không đến tham gia cái buổi tiệc chiêu đãi. Chào tay huệ là gì? Là buổi tiệc chiêu đãi. Câu số 3. Tha cạo tờ chi hoa, dịch ngược lại, kế hoạch mà ông ta làm mấy dầu trấn công không có thành công, thật khiến cho người ta lấy làm tiếc. Dĩ hàn, tiếc. Câu 4. Tha xua tờ na si hoa, linh rẫn mô miệng chỉ mẹo. Những lời mà ông ta nói, những lời mà ông ta nói khiến cho người ta không hiểu gì hết. Mua miệng chỉ meo là không có hiểu gì hết, không hiểu đầu đuôi câu chuyện gì hết, khiến người ta cảm thấy rất mơ hồ cũng được ha. Rồi bài học số 19 đã kết thúc. Chúng ta đã học xong bài 19. Các em hãy tiếp tục là đọc trước bài số 20, tập dịch bài, bài tập dịch học thuộc từ mới của bài số 10, của bài số 20. Tập dịch hết bài văn của bài số 20 trước, rồi sau đó tuần sau chúng ta tiếp tục học bài số 20 nha. Rồi xin chào tạm biệt các em nha. 好，学生们再见。